Và sau bài hát tiếp theo của em sẽ gửi tặng cho cả nhà với ca khúc Đêm Huyền Diệu. Và sau ca khúc này sẽ đến với lớp đàn của Ekimo. Xin mời các bạn sẽ chuẩn bị. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin được cảm ơn anh em Forman rất nhiều.